và Trần Tuấn số 9. Như vậy là tiếng còi của trận tranh 3-4 đã vang lên. Hiệp 1 của chỗ này thì cao thủ bên phía 87 cộng là những người ra bóng trước. Cơ hội dành cho 87 cộng. Một pha dứt điểm không trúng tầm bóng, nhưng đó là một pha xử lý bóng rất bất cẩn đến từ thủ thành tên là Thành. Nhưng vừa rồi thì anh đã phá Thành. Tỷ số là 1-0 dành cho 87 cộng. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ trẻ Đông Mai. Sáng ngày hôm nay thì các cầu thủ 87 cộng đã để thua các cầu thủ 86 cộng cho trận bán kết. Quang Trân phá điểm từ xa rất đẳng cấp. Lần này thì thủ thành Văn Thành đã xuất sắc. Văn Thành cũng đang gặp bất lợi bởi nắng mặt trời. Pha dứt điểm từ xa. Đó là pha dứt điểm đến từ Duy Long, cầu thủ trẻ chất lượng có lẽ là tốt nhất của trẻ Đông Mai ở thời hiện tại. Cắt bóng tốt đến từ Văn Trọng. Cơ hội phản công dành cho trẻ Đông Mai. Và tỷ số là 1-0. Ngay sau khi nhắc tới cái tên sáng giá bậc nhất của bóng đá trẻ Đông Mai thì hiện tại thì Duy Long đã lên tiếng. Một pha phối hợp hay. Một đường truyền vào trong rất đẳng cấp. Một đường truyền cột 2 tốt dành cho Duy Long. Và anh đã không phụ tấm lòng đến từ đồng đội của mình. Lại một đường chuyền sai, không vào. Văn Thành đã cứu thua. Pha dứt điểm đến từ Đức Hoài. Một tình huống rất ngon ăn của Đức Hoài. Tiếp tục là một tình huống căng ngang, rất có ý đồ. Một miếng bài mà có lẽ là các thủ trẻ Đông Mai đã tập luyện với nhau rất nhiều. Duy Long, bóng đã đi ra ngoài. Câu trả lời rất nặng đến từ cao thủ trẻ Đông Mai và lại là cái tên quen thuộc, Duy Long. Có lẽ sau khi hiệp 1 kết thúc, huấn luyện viên trưởng của trẻ Đông Mai sẽ cần phải sốc lại tinh thần và tâm lý cho thủ môn bên phía của họ. Duy Long không vào. Phải thật sự dè chừng đến những tình huống di chuyển không bóng của Duy Long. Bây giờ thì Duy Long không đá tiền đạo nữa, mà anh đang đá lùi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Những người tiếc nuối hơn có lẽ sẽ là đội bóng áo vàng. Họ đã tạo ra được những cơ hội ăn bàn thật sự. Không vào. Lại là một pha càng ngang nguy hiểm đến từ Ngô Lầu. Đó là một quyết định nửa sút nửa chuyền. Ở bên trong thì Đức Hoài đã không kịp ập cột 2 để có thể chạm bóng. Nhận thấy sự nguy hiểm nơi hành lang cánh phải. Lại là một tình huống xử lý bóng thật sự là mạo hiểm đến từ thủ thành Văn Thành. Anh đã phá Thành ở hiệp đấu đầu tiên của đội bóng rồi. Cần phải tự tin hơn để giữ Thành những phút còn lại của hiệp đấu thứ hai. Vẫn là Duy Long pha xỏ hàng rất hay. Văn Trọng đối mặt không thoát một bàn thắng dành cho các cầu thủ trẻ Đông Mai. Thật sự là Văn Trọng nên dứt điểm trước chứ không thể. Và đó là bàn thắng. Một câu trả lời rất nhanh đến từ các cầu thủ 87 cộng. Ngay sau khi trẻ Đông Mai bỏ lỡ cơ hội đến từ Duy Long, họ đã phải nhận bàn thua. Một tình huống dứt điểm chính xác đến từ Trần Tuấn. Tỷ số là 2-1. Văn Trọng ơi, pha bỏ lỡ rất đáng tiếc và tương đối kinh điển. Không biết phải như thế nào thì cao thủ bên phía trẻ Đông Mai mới có thể ghi bàn. Pha chạm bóng đến từ Văn Bến. Phản công Lý Quang Chan. Và kiến tạo tốt, cơ hội không được.
Có lẽ cao thủ bên phía 87 cộng rất thích cách chơi này. Ngô Lầu đang nằm sân. Lợi thế dành cho trẻ Đông Mai. Lại dứt điểm từ xa, bóng tìm tới cột dọc. Rất đáng tiếc dành cho các cầu trẻ Đông Mai. Lại là Trần Tuấn dứt điểm từ xa. Bóng đi với một quỹ đạo rất khó lường. Sự đa dạng và đa năng đến từ Trần Tuấn. Sở trường là tốc độ của mình. Họ vẫn đang phải chơi theo thế trận mà 87 cộng đưa ra. Đúng này thì trọng tài Tuyền Quang Quay đã nổi còi, kết thúc trận tranh 3-4.